Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một loại đồ uống mà tốt cho tuyến giáp nhé và tốt cho gan thận rất là hiệu quả. Và nó lại còn có tác dụng trị nám tàn nhang nhé. Với các nguyên liệu để làm cái đồ uống này thì mình mời các bạn cùng làm với mình sau đây ạ. Đây các bạn, mình sẽ chuẩn bị một quả xoài này và hai quả chanh leo nhé. Với cái loại hai cái loại nguyên liệu này thì chúng ta sẽ làm được một loại sinh tố xoài chanh dây tốt cho tuyến giáp và gan và trị được nám nhé. Xoài thì các bạn biết rồi, nó có tác dụng rất là tốt đối với cơ thể của chúng ta nhé. Xoài nó chứa nhiều các vitamin như vitamin A, vitamin B1, B2, B6 hay là vitamin C, vitamin E và các khoáng chất như biotin hay là caroten hay là pantotenic nhé, hoặc acid hoặc là niacin, folnacin, sắt hay là phosphor, cani, natri và đồng, magie, kẽm và selen nhé. Nó có nguồn dinh dưỡng rất là tốt như vậy và lại nhiều khoáng chất rất là quan trọng cho cơ thể. Khi chúng ta hấp thụ được những loại khoáng chất đó vào cơ thể giúp cho cơ thể của chúng ta rất là tốt ạ. Xoài nó còn là nguồn bổ sung vitamin C và vitamin A rất là cao nhé, cao nhất trong các loại hoa quả, các loại trái cây các bạn ạ. Xoài tốt cho gan vì xoài có chứa sắt và giúp gan duy trì được sự phát triển mạnh. Nó góp phần vào ngăn cản các rối loạn gan vì nó tăng tốc tiết ra axit nhé, mật ạ, và làm sạch những nhiễm khuẩn ruột các bạn ạ. Thì cho nên là xoài nó rất là tốt và quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Ngoài ra vitamin C có trong quả xoài giúp tăng cường hấp thụ sắt, tốt cho phụ nữ mang thai nhé và tiền mãn kinh. Khi phụ nữ mang thai ấy, thì hàm lượng tức là máu của chúng ta ấy, cần bổ sung rất là nhiều để cho thai nhi phát triển khỏe mạnh và để nuôi dưỡng được bào thai trong cơ thể của phụ nữ ạ. Và khi các bạn ở tiền mãn kinh là cái thời kỳ là cần bổ sung rất là nhiều sắt, không có sẽ dẫn đến những tình trạng rối loạn cơ thể, rối loạn sinh lý phụ nữ ạ, dẫn đến đau đầu, chóng mặt, nhiều lúc hoa mắt, cần không kiểm soát được cơ thể chúng ta ấy. Cho nên là chúng ta cần bổ sung một lượng xoài cho cơ thể, là trong xoài nó có chứa sắt rất là tốt rồi ạ. Và ngoài ra nó còn tốt cho làn da nhé, và các chất có trong xoài giúp se khít cái lỗ chân lông các bạn ạ, trên da, trị mụn, nám hay tàn nhang rất là hiệu quả với lợi ích của xoài mang lại cho chúng ta như vậy ạ. Kết hợp giữa xoài và chanh leo các bạn ạ. Chanh leo thì giàu dinh dưỡng với hàm lượng vitamin A rất là cao nhất, tốt cho da, và những khoáng chất như phosphor, niacin hay là vitamin B6, chất xơ, canxi và sắt, natri, chất chống oxy hóa nhé, và những hợp chất giúp loại bỏ các gốc tự do có hại cho cơ thể. Chất chống oxy hóa có trong quả chanh có khả năng hạn chế sự ảnh hưởng của các nitrosamin nhé, chất gây ung thư tuyến giáp cho các tế bào, giúp giảm và giúp cho tế bào và tuyến giáp ấy phát triển mạnh mẽ, làm cho tuyến giáp của chúng ta ổn định hơn ạ. Bây giờ mình tiến hành mình làm hai cái loại này thì mình gọt vỏ xoài ra để mình làm sinh tố nhé.
Dạ, mình sẽ cắt cái quả chanh leo này chín trước. Mình sẽ lấy cái phần chanh dây này nhá, hay chanh leo nhé, phần thịt chanh vào đây. Bây giờ mình sẽ đem đi để mình xay cái phần chanh này. Phần này. Khi xay xong rồi mình sẽ cho ra cốc này nhé. Các bạn có uống đá thì mình sẽ cho vào đây một vài viên đá vào nhé. Bây giờ mình trang trí lên trên nó thì các bạn có thể cho một ít chanh. Như vậy với sinh tố xoài chanh dây này các bạn nhé, sẽ tốt cho tuyến giáp, rất là hiệu quả, và gan, lán, tàn nhang nhé, các bạn đều ngọt chanh cực quả. Đây các bạn, như vậy là mình đã chia sẻ xong các bạn một loại nước rất là tốt cho sức khỏe nhé, nhất là tốt về tuyến giáp, và bây giờ tình trạng tuyến giáp là rất là hay ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nhé. Và chúng ta hãy thường xuyên kiểm tra tuyến giáp, một năm theo định kỳ độ 2 lần, cứ 6 tháng chúng ta đi kiểm tra một lần ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.